Đợt nghỉ lễ này nhiều hội họp, nhiều tiệc tùng có thể là sẽ dẫn tới tăng calorie trên cơ thể của bạn. Và sau đây là 5 cách tốt nhất để đốt cháy 100 calo hiệu quả nhất. Thứ nhất là đi bộ nhanh. Đi bộ với tốc độ nhanh khoảng 20 phút có thể đốt cháy 100 calo. Nó có tác động thấp, cải thiện sức khỏe tim mạch và phù hợp với mọi cấp độ thể chất. Bạn càng đi bộ nhiều và càng tăng tốc thì lượng calo đốt cháy càng cao. Nếu mà bạn chưa từng đi bộ, hãy bắt đầu thực hiện một số bước ngắn và tăng dần quãng đường dài hơn. Khi bạn muốn tăng tốc đốt cháy calo thì hãy đi đường dốc và tăng tốc độ. Điều thứ hai đó là nhảy dây. Nhảy dây trong 10 phút có thể đốt 100 calo. Đây là một bài tập tim mạch cường độ cao giúp cải thiện khả năng phối hợp và sự nhanh nhẹn. Thêm một bài nhảy dây vào thói quen của bạn có thể giúp định hình toàn bộ cơ thể bao gồm đùi, mông, cơ bụng, vai và cánh tay. Hình thức tập thể dục này có hiệu quả trong việc xây dựng cơ bắp và sức mạnh. Thứ ba là đạp xe. Đạp xe không chỉ là một phương pháp đốt cháy calo tuyệt vời mà còn có thể ngăn ngừa các bệnh mãn tính nghiêm trọng, bao gồm tiểu đường, viêm khớp, béo phì, đột quỵ, đau tim, một số bệnh ung thư và thậm chí bệnh trầm cảm. Đạp xe với tốc độ vừa phải khoảng 15 phút có thể đốt cháy 100 calo. Nó tuyệt vời để tăng sức mạnh của chân và sức khỏe tim mạch. Ngoài ra, đạp xe cùng với bạn bè là một hoạt động xã hội thú vị. Và điều thứ tư đó là đi bơi vài vòng. Bơi lội là một hình thức tập thể dục nhịp điệu ít tác động nhưng mang lại nhiều ích lợi về thể chất và tinh thần. Ngoài ra, bơi mang lại cho toàn bộ cơ thể một bài tập luyện tràn đầy sinh lực. Bơi ở mức độ vừa phải trong 15 phút cũng có thể đốt cháy khoảng 100 calo. Ngoài ra, việc bơi lội cũng mang lại nhiều lợi ích cho các khớp. Bạn sẽ tăng nhịp tim và xây dựng lại sức mạnh cho cơ bắp, sức bền và thể lực sau khi bơi. Môn thể thao toàn thân này cũng sẽ làm săn chắc cho cơ bắp. Và sau cùng là kéo giãn cơ thể bằng một số động tác yoga. Cộng thêm yoga vào lịch trình của bạn chỉ 20 phút mỗi ngày có thể đốt cháy khoảng 100 calo, đặc biệt là với các động tác chuyển động tích cực. Theo một nghiên cứu được công bố trên PLOS ONE, yoga là một hình thức hoạt động thể chất tuyệt vời có thể duy trì giảm cân lâu dài. Nghiên cứu cho thấy những người tập yoga trong chương trình giảm cân kéo dài 12 tuần đã giảm thêm 3,5% trọng lượng cơ thể so với những người không tập yoga. Tập yoga có thể giúp cho cơ thể rắn chắc hoàn toàn. Vì hình thức tập thể dục nhẹ nhàng này giúp cải thiện sức mạnh, tính linh hoạt, sự cân bằng và sức khỏe tinh thần một cách tổng thể. Ngoài ra thì yoga cũng có thể giúp chữa bệnh viêm khớp, đau lưng và tăng cường sức khỏe cho tim mạch. Và sau cùng là bản tin liên quan tới sức khỏe. Hôm nay chúng ta sẽ lượt qua 5 thực phẩm chống lão hóa giúp bạn trẻ mãi không già. Những thực phẩm dưới đây giàu vitamin, chất béo, chất oxy hóa, thúc đẩy sản xuất collagen, trao đổi chất và làm chậm quá trình lão hóa. Thứ nhất là cà chua. Cà chua chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa, hỗ trợ sản xuất collagen. Thực phẩm này có các dưỡng chất hỗ trợ cho đàn hồi, giúp cho da căng hơn và giảm nếp nhăn. Thứ hai đó là cá. Cá dồi dào hàm lượng vitamin D và vitamin E, canxi, omega 3, DHA có lợi cho tim mạch, thị giác, tăng cường hệ miễn dịch, giúp cho xương chắc và khỏe. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị mọi người nên ăn ít nhất là 3 lần cá mỗi tuần. Thành phần omega 3 trong cá có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa cơ thể. Thứ ba là trà xanh. Trà xanh có hàm lượng chất chống oxy hóa cao, góp phần ngăn ngừa tổn thương tế bào, cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm cân, điều chỉnh lượng đường trong máu. Các hợp chất chống viêm trong trà xanh như là EGCG đã được chứng minh là có tác dụng làm giãn và giảm viêm mạch máu. Chất caffeine và catechin trong trà xanh có thể làm tăng tốc độ trao đổi chất và hỗ trợ đốt cháy chất béo. Thứ tư là sô-cô-la đen. Sô-cô-la đen chứa nhiều chất chống oxy hóa, góp phần làm giảm nguy cơ mắc tim mạch, tăng chức năng não. Chất chống oxy hóa mạnh có thể bảo vệ lipoprotein trong cơ thể, chống lại tác hại của quá trình oxy hóa. Sô-cô-la đen có chứa lượng cadmium và chì, do vậy mà cần lưu ý lượng ăn mỗi lần để không ảnh hưởng đến sức khỏe. Và thứ năm là quả mọng, tức là các loại berry. Quả mọng có lợi cho sức khỏe tim mạch, làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư. Dâu tây, việt quất, mâm xôi có chứa chất chống oxy hóa, có thể ngăn ngừa tổn thương cho da, và bảo vệ cho làn da khỏi tác hại của các tia cực tím và chất ô nhiễm. 5 thay đổi nhỏ giúp loại bỏ lượng lớn mỡ thừa. Chuyên gia dinh dưỡng Bianca Garcia làm việc tại Health Canal chỉ ra những thay đổi nhỏ nhưng có thể giúp loại bỏ lượng lớn mỡ thừa trong cơ thể. Thứ nhất là chọn cà phê đen thay vì latte. Một ly latte trung bình có thể chứa khoảng 24 gram đường. Nghiên cứu chỉ ra thường xuyên uống latte hay là thức uống có chứa đường khác gây tăng cân, tăng tỷ lệ mỡ thừa nhanh chóng. Chuyên gia dinh dưỡng Bianca Garcia khuyến khích chọn cà phê đen, loại bỏ đường, sữa, kem tạo bọt, những thứ góp phần làm tăng lượng calo dư thừa trong đồ uống để giảm cân, giảm mỡ thừa. Thứ hai là tăng cường protein. Bổ sung protein từ các loại đậu, quả, hạt, thịt gà nạc có tác dụng thúc đẩy quá trình trao đổi chất, tối ưu chuyển hóa năng lượng, hạn chế tích tụ mỡ thừa. Protein là chất dinh dưỡng đa lượng tạo cảm giác no, đồng thời giúp phát triển cơ bắp và đẩy nhanh quá trình đốt cháy mỡ thừa. Thứ ba là tránh xa thực phẩm chế biến sẵn. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Cell Metabolism cho thấy các loại thực phẩm chế biến sẵn không chỉ chứa hàm lượng calo cao mà còn có nhiều đường, muối và các loại phụ gia khác, góp phần tạo ra chất béo tổng thể, gây tăng cân nhanh chóng. Loại bỏ chúng khỏi chế độ ăn uống giúp giảm mỡ thừa nhanh chóng và hiệu quả. Thứ tư là ăn nhẹ lành mạnh thay vì nhịn ăn. Lựa chọn các món ăn nhẹ lành mạnh giúp quá trình trao đổi chất đạt hiệu quả tối ưu. Các loại hạt như là hạnh nhân, ốc chó, giàu protein và chất béo lành mạnh giúp tăng cường trao đổi chất, kiểm soát sự thèm ăn. Sữa chua Hy Lạp giàu protein và men vi sinh giúp cho no lâu, cải thiện sức khỏe đường ruột. Các loại quả mọng như là việt quất, dâu tây, mâm xôi, vân vân chứa ít calo nhưng giàu chất chống oxy hóa, có thể cải thiện trao đổi chất, tăng tốc độ đốt cháy mỡ thừa. Thứ năm là tăng cường tập luyện cơ bắp. Cơ thể càng có nhiều cơ bắp thì bạn càng đốt cháy được nhiều calo hơn, ngay cả khi nghỉ ngơi. Các bài tập kháng lực giúp xây dựng và duy trì khối lượng cơ bắp rất là tốt. Hơn nữa, tập kháng lực còn tăng cường trao đổi chất, thúc đẩy đốt mỡ thừa hiệu quả hơn. Trong phần thông tin về sức khỏe, 6 lý do mà chúng ta nên tập luyện vào buổi sáng. Tập luyện buổi sáng thúc đẩy tâm trạng, hỗ trợ ngủ ngon, giúp bạn đưa ra những lựa chọn lành mạnh hơn trong ngày và chú trọng ưu tiên chăm sóc bản thân. Thứ nhất là giúp tránh bị sao lãng. Tập thể dục vào buổi sáng trước khi gọi điện, bắt đầu cuộc họp, trả lời email, chào hỏi gia đình hoặc là bắt đầu giải quyết mọi việc trong danh sách việc cần làm, đồng nghĩa bạn sẽ bắt đầu tập luyện trước khi có bất cứ điều gì có thể xảy ra cản trở quá trình này. Noel Mueller là huấn luyện viên bậc thầy ở Raw House nói, nhấn mạnh tác dụng tập luyện buổi sáng. Thứ hai là cải thiện tâm trạng. Tập thể dục vào buổi sáng có thể giúp bạn có tinh thần tích cực cho cả ngày. Tập luyện khiến cho não tiết ra endorphin, là chất có thể tạo ra cảm giác hưng phấn của người chạy bộ, mang lại cảm giác vui vẻ hoặc là thích thú tuyệt vời. Nó cũng có thể giúp bạn cảm thấy thư giãn và bình tĩnh, theo ông Miller nói. Thứ ba là ngủ ngon hơn. Juanita Frank, người hướng dẫn chính và huấn luyện viên bậc thầy tại câu lạc bộ Pilates-Charlotteville ở Virginia giải thích, tập luyện vào buổi sáng giúp cho bạn bắt kịp nhịp sinh học của cơ thể. Cortisol, hormone chính gây căng thẳng, có thể đạt đến đỉnh điểm vào buổi sáng và giảm dần trong ngày khi cơ thể chuẩn bị đi ngủ. Tập thể dục vào buổi sáng, bạn có thể tận dụng điều này và hoạt động khi cortisol ở mức cao nhất, thay vì vào buổi tối, khi mức cortisol giảm để chuẩn bị cho giấc ngủ. Điều chỉnh việc tập luyện phù hợp với nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể sẽ giúp bạn cảm thấy tỉnh táo và làm việc hiệu quả hơn vào ban ngày, ngủ ngon hơn vào ban đêm. Thứ tư là giúp hình thành thói quen tốt. Tập luyện buổi sáng mang lại thói quen có cấu trúc và nhất quán vì chúng ít có khả năng bị gián đoạn bởi các sự kiện bất ngờ hoặc các vấn đề liên quan công việc có thể phát sinh sau đó trong ngày. Sự nhất quán là chìa khóa để hình thành bất kỳ thói quen nào và tập thể dục buổi sáng giúp thiết lập một thói quen đều đặn, có thể biến việc tập luyện thành một phần tự nhiên trong thói quen hàng ngày của bạn, theo huấn luyện viên Frank giải thích. Thứ năm là tạo điều kiện cho những lựa chọn lành mạnh hơn. Bắt đầu ngày mới bằng một buổi tập sẽ giúp cho bạn tràn đầy năng lượng và có tư duy đúng đắn để đưa ra những lựa chọn lành mạnh trong suốt thời gian còn lại của ngày. Trong một nghiên cứu được thực hiện vào năm 2018, người ta phát hiện ra rằng những người tham gia hoạt động thể chất trước bữa ăn có xu hướng lựa chọn các thực phẩm bổ dưỡng hơn, mặc dù lý do chính xác đằng sau hành vi này vẫn chưa rõ ràng. Tập thể dục vào buổi sáng sẽ truyền cảm hứng cho những lựa chọn lành mạnh hơn trong suốt thời gian còn lại của ngày, theo Frank chia sẻ. Thứ sáu là giúp chú trọng hơn vào chăm sóc bản thân. Khi bận rộn thì bạn dễ có xu hướng gác lại việc chăm sóc bản thân, nhưng khi bắt đầu ngày mới với một bài tập tràn đầy sinh lực, Bạn đang đặt sức khỏe và thể chất của mình lên hàng đầu. Bắt đầu ngày mới bằng việc tập luyện sẽ gửi thông điệp đến bạn và những người khác rằng việc chăm sóc bản thân là ưu tiên hàng đầu, và khi bạn chăm sóc bản thân thì bạn sẽ được trang bị tốt hơn để chăm sóc những công việc khác và những người khác trong cuộc sống của mình, theo huấn luyện viên Miller nói. Phần thông tin về sức khỏe cũng đã kết thúc bản tin hôm nay. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị đừng quên nhớ nút like, đăng ký kênh, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh và nhận được những thông tin cập nhật nhanh về tình hình Canada và thế giới. Xin kính chúc quý vị một ngày an lành. Hoàng Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.